Lời kinh trong lòng bàn tay. Gặp được người thiện, được đi chung với họ một đoạn luôn là điều rất quý. Thấy lòng can đảm hơn khi đi ngang qua sự bình thản của họ, nghe tâm bớt động khi tránh xa được những điều thường thấy ở những kẻ nông nổi bình thường. Ai cũng có những con đường, bỗng một ngày thấy ngại đi ngang qua đó, sợ tâm mình lại động. Và có những con đường, đi về đâu phải ngang qua đó mới chịu, để nghe lòng bình yên. Đi qua cuộc đời này không phải chỉ là việc của đôi chân, vì nếu chỉ là việc của đôi chân thì con đường nào cũng như nhau, đi cạnh ai cũng giống nhau. Có những bão giông va vào nhau rồi lớn, có những bình yên nương vào nhau để tồn tại. Ai cũng chất chứa trong lòng thật nhiều hạt giống bình yên và bão giông, chờ ngoại cảnh gọi đúng tên mà đứng dậy, như những hạt cỏ dại chờ mưa về nảy mầm. Ai cũng phải đi qua rất nhiều người, có thể họ sẽ quên mình và mình cũng sẽ quên họ, nhưng không sao, ta chỉ đừng quên mất mình là ai. Lời kinh trong lòng bàn tay. Đọc cả nghìn câu vô nghĩa, nghe cả nghìn câu vô nghĩa chẳng bằng đọc được một câu, nghe được một câu mà lòng bình yên và cuộc đời từ đó đổi thay mãi. Giữa muôn nghìn lời tổn thương, có một lời nói đủ sức dựng lại niềm tin đổ vỡ từ rất lâu trong lòng là có thật. Có những lời nói như ngọn nến, bé nhỏ thôi nhưng cũng đủ mang ánh sáng và hơi ấm lấp đầy trái tim đã bị tổn thương và hoang lạnh từ rất lâu. Rồi ai cũng có cho mình một câu nói ấm như ngọn nến, cất cẩn thận trong lòng như báu vật, mang theo đến cả đời. Những lúc bất an lại đem ra ngắm nhìn, mỉm cười rồi bình yên. Giữa cuộc sống đông đúc này, đâu đó vẫn có những con người bình thản và vững chãi như cây đứng trên vách núi đá, để níu vào không bị rơi xuống vực sâu lòng người đầy toan tính. Cũng là con người, cũng là lòng người, cũng là lời nói, nhưng đôi khi là điểm tựa, nhiều khi là vực sâu. Lời kinh trong lòng bàn tay. Đừng bao giờ nói những lời tổn thương. Khi nói lời tổn thương với người, người sẽ tìm lời tổn thương hơn để đáp trả lại. Ta cố tìm lời tổn thương hơn, người cố tìm lời tổn thương hơn. Ai cũng cố mài sắc lưỡi dao trong lòng mình để tìm cách cắt vụn bình yên trong lòng người khác. Có người nào đi qua thế gian này cả đời mà không chạm vào ai? Nhất định là không có. Một ánh mắt dữ, một lời nói ác cũng đủ làm lòng người động đến tận tâm can. Một lần bội tín, một lần vô cảm cũng đủ mài mòn chân thành trong lòng người. Và người cũng chính là ta. Sau mỗi lần va chạm ma sát với cuộc đời, nếu lòng người là dao, sẽ sắc bén thêm một tí, sẽ đáng sợ thêm một tí, khi chân thành trong lòng đã mỏng bớt đi. Nếu lòng người là ngọc, sẽ sáng hơn, sẽ tròn thêm, sẽ trọn vẹn hơn sau mỗi ngày. Cuộc đời, muôn đời nay vẫn vậy, bất an, vô thường và khó lường. Có người lòng như dao, có người lòng như ngọc. Hạnh phúc và khổ đau của mỗi người bắt đầu từ đó, từ chính trong lòng mình, từ cách chúng ta định nghĩa những va chạm giữa mình với cuộc sống bên ngoài là tổn thương để đau hay cơ hội để hoàn thiện. Lời kinh trong lòng bàn tay.
Những điều bất thiện rất dễ làm, nhưng chẳng mang lại lợi ích gì cho cuộc sống. Trái lại, những việc thiện rất khó làm, nhưng chỉ những điều đó mới làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Con đường dẫn về giông bão luôn rất dễ đi, nhắm mắt đưa chân là đến. Con đường dẫn về bình yên luôn rất khó đi, vì phải gom hết can đảm và từ tâm trong lòng để lấp cho đầy những nông sâu nơi đường trần và đi qua cho hết những xót xa. Đôi mắt dửng dưng nhìn nỗi đau của người khác, đôi tay dửng dưng để mặc người chao đảo, ngã đổ, vỡ nát. Đôi chân dửng dưng không chút ngập ngừng đi qua những tổn thương của người. Sống dửng dưng như thế thì rất dễ, nhưng người ta không thể lớn lên theo cách đó. Cuộc sống không thể tốt đẹp hơn bởi cách sống dửng dưng như vậy. Nhưng nhiều người vẫn chọn cách sống này vì dễ dàng. Rồi đến một ngày, ai cũng chỉ còn muốn mỉm cười với mọi người, kể cả những người đã từng làm mình bị tổn thương, để nghe lòng mình một lần được bình thản. Rồi đến một ngày, khi trong lòng đã đầy từ tâm, người ta sẽ muốn cúi xuống với những xót xa chung quanh mình, chỉ còn muốn nói lời thật ấm, muốn nhìn thấy người mỉm cười thật an, muốn nhìn thấy người hít một hơi thật sâu đứng lên mà bình thản đi tiếp. Ngày đó, dửng dưng với cuộc đời lại trở thành một điều rất khó. Rồi ai cũng sẽ có ngày đó thôi, đâu thể nào cứ non xanh rồi chua chát mãi được. Lời kinh trong lòng bàn tay. Những ai khi đi tìm hạnh phúc cho mình, nếu cố giành giật hay làm tổn thương đến hạnh phúc của người khác, thì không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc thực sự. Nhất định là như vậy. Vì hạnh phúc cho mình mà làm tổn thương, người có thể bỏ qua, ta cũng phải luôn sống như người mắc nợ. Vì hạnh phúc cho mình mà ra sức giành giật của người, người càng tha thứ, ta càng trở thành kẻ rất đáng thương. Một người cả đời mắc nợ, một người cả đời trông rất đáng thương, thì nhất định không phải là người hạnh phúc. Không ai cả đời mắc nợ mà thanh thản, không ai cả đời đáng thương mà bình yên. Hạnh phúc như gió, có thể đẩy người ta ngã, có thể xoay người ta nghiêng, nhưng không một ai có thể giăng lưới mà bắt được. Không ai có thể vui được cả đời từ những mảnh hạnh phúc giành giật được từ người. Có những kiểu hạnh phúc từng nghĩ là vui lắm, nhưng một ngày khi trong tâm đã tĩnh lặng, khi trong lòng đã có tình người, nhìn lại thứ hạnh phúc ấy thấy nhói đau như một vết thương. Lời kinh trong lòng bàn tay. Ném một đốm lửa nhỏ vào đống cỏ khô chất cao như núi Meru, cả núi cỏ khô cháy rụi. Cũng như vậy, một đốm lửa từ tâm mà người đời nhóm được lên trong lòng mình sẽ thiêu rụi tất cả những âm u bất an chất cao như núi rồi bình yên. Một ngày biết dừng lại và từ bi với bản thân, người ta không muốn làm điều gì để mình phải khổ nữa. Cuộc sống nhẹ theo lòng từ bi đang lớn dần trong tâm. Khi biết từ bi với bản thân, người ta chẳng đành lòng nhìn mình đau khổ. Buồn như vậy là đủ rồi. Nụ cười như đốm lửa thiêu rụi những bất an chất cao như núi cỏ khô rồi bình yên. Một ngày biết từ bi với cuộc đời là ngày người ta tìm được giữa cuộc sống bề bộn này một điều gì đó để thương rồi bình yên. Cuộc sống khắc nghiệt đến mức phải ngã đổ cũng chỉ là câu chuyện của những con người chẳng tìm được điều gì giữa cuộc sống này để mà thương. Bình yên nằm bên trong lòng từ bi của mỗi người,
chạm được một chân vào lòng từ bi là tới. Lời kinh trong lòng bàn tay. Cả trăm nghìn người đến lấy lửa từ một ngọn đuốc. Kẻ đem lửa về nấu nướng, người đem lửa về thắp sáng. Nhưng ngọn đuốc không phải vì thế mà gầy đi. Bình yên trong lòng của con người cũng như vậy. Chia cho kẻ đang bất an, mang về lấp đầy một ngày buồn. Chia cho người đang nghiêng ngả, mang về kê lại những trong trên. Nhưng bình yên trong lòng người cho đi không phải vì thế mà mỏng mà ít lại. Nếu chỉ cố giữ ngọn lửa cho mình, ngọn nến không bao giờ giữ lại được ngọn lửa lâu hơn cuộc đời của nó. Nến tàn, lửa tắt, nếu không chia sẻ, ngọn nến chỉ là một đốm lửa nhỏ, không thể thắp sáng được cánh đồng hoang lạnh, không sưởi ấm được người ở nơi xa. Nghĩ về những dài lâu nên dốc lòng cho đi. Nghĩ về những mênh mông nên mở lòng chia sẻ. Để ngọn lửa ấm có thể sống lâu hơn cuộc đời mình và đến được những nơi mình chưa thể đến. Người đời thường nghĩ hạnh phúc khi cho sẽ mất và khi chia sẻ sẽ bị tổn giảm nhiều. Đâu hay, hạnh phúc được tìm thấy nhiều nhất trong những ngày dốc lòng cho đi. Nhất định với hạnh phúc không ai bị nghèo nàn bởi cho đi. Nhất định khi chưa từng cho cuộc sống được một nụ cười sẽ không bao giờ nhìn thấy cuộc sống này hiền hậu. Hạnh phúc cũng có màu sắc của nó, chia sẻ với ai đó trước khi nó phai đi. Lời kinh trong lòng bàn tay. Không phải chỉ trong một sớm chiều mà kẻ nấu sữa tươi đã có được đề hồ. Không phải chỉ trong một sớm chiều mà những việc thiện, những điều xấu ác đã có kết quả. Nhưng nhất định, những gì con người đã làm sẽ mãi theo đuổi họ, như đốm than nhỏ ẩn mình thật kỹ dưới lớp tro dày, chỉ chờ đủ điều kiện thích hợp để bùng cháy. Có kẻ không thấy được mùa hoa trong mớ hạt giống bé tí nằm gọn trong lòng bàn tay, nên ném bỏ đi không chút luyến tiếc. Có kẻ không thấy được những bão giông trong những hạt gió mình gieo vào cuộc đời, nên không mảy may lo sợ đối với những việc làm bất thiện thường làm mỗi ngày. Có kẻ thấy được cả mùa đông dài từ cái lạnh mơ hồ bất chợt thoáng qua trong những chiều cuối thu, nên đã chuẩn bị cho mình chiếc khăn, chiếc áo mùa đông. Có kẻ thấy được nơi đến của mình từ những bước chân trong hiện tại, nên luôn cẩn thận nhất tâm từng bước chân đi. Có kẻ biết sau này dù quay đầu nhìn lại cả nghìn lần cũng không thể trở lại được ngày xưa, nên luôn trân trọng từng ánh mắt, lời nói, việc làm trong hiện tại. Lời kinh trong lòng bàn tay. Một đống bùn nhơ bỏ đi, ném xuống chiếc hồ sâu người ta bỏ quên bên đường, mưa xuống thành chiếc ao sâu. Từ đống bùn bỏ đi đó mọc lên những đóa sen tinh khiết, thoang thoảng hương giúp lòng người tĩnh lặng. Hoa sen chỉ có thể sinh ra từ đó. Cũng như vậy, chỉ ngay tại thế gian đầy trong đục này mới có thể sinh ra được những người có trái tim thơm như một đóa sen mang từ tâm đi khắp thế gian. Một hồ nước sâu có thể sẽ làm nhiều người chết đuối, nhưng cũng tại nơi đó sẽ dạy người ta biết cách bơi. Cuộc đời là một hồ nước sâu hơn tất thảy. Biết bao nhiêu người đã chết chìm trong đó, và cũng đã có những người nhờ đó mà biết bơi để có thể bình thản đi qua. Cuộc sống khắc nghiệt sẽ làm nhiều người đánh mất từ tâm rồi trở thành kẻ khắc nghiệt như cuộc đời. Nhưng cũng chỉ từ những khắc nghiệt của cuộc đời này, từ tâm của con người mới có thể phát triển viên mãn đến cùng cực. Từ tâm sẽ lớn lên thêm khi thương lấy những điều hôm qua
chưa thương được. Bình yên sẽ vững chãi hơn khi bình thản được với những biến cố hôm qua chưa thể bình thản. Vì có những con người, sau mỗi lần tổn thương, lòng trắc ẩn lại lớn thêm một ít. Người từng nói, có những ngày, lòng thấy thương cả chiếc mầm non rụt rè nảy ra từ một thanh cây bị gãy đôi sau bão. Ta tin, nhìn thanh cây vừa gãy đôi sau bão xé thanh, nảy ra chiếc mầm non, như thấy nụ cười đầu tiên của một người vừa dốc lòng gom góp hết can đảm để mỉm cười nhìn lại cuộc đời sau những bão giông, thương lắm. Lời kinh trong lòng bàn tay. Kẻ mê đắm vào những phù hoa như cầm ngọn đuốc đi ngược chiều gió. Nếu không biết dừng lại, không đủ can đảm để buông ngọn đuốc xuống, không đủ dũng khí để quay đầu, kẻ đó nhất định sẽ bị ngọn lửa ngược gió tạt vào bỏng tay. Có kẻ vừa nghe nóng đã biết buông xuống, vừa nghe bất an đã biết dừng lại, vừa nghe bất thiện đã biết quay đầu, vừa nghe cơn gió lạnh cuối thu bất chợt ngang qua hiên nhà, đã thấy phía trước cả mùa đông dài. Không ai có thể nhóm được một ngọn lửa đủ lớn, đủ nóng làm ấm được cả mùa đông ngoài kia. Nhưng ai cũng có thể nhóm lên bếp lửa trong ngôi nhà nhỏ của mình và giữ ngọn lửa đừng tắt, đan thêm chiếc khăn, chiếc áo, che chắn ngôi nhà nhỏ cẩn thận cho gió không len vào, để tự giữ ấm cho mình giữa mùa đông dài. Không ai có thể lấp đầy hết nông sâu trong lòng người để cuộc đời ngoài kia không còn những tị hiềm. Nhưng ai cũng có thể lấp đầy lòng mình bằng từ tâm và sự can đảm để có thể bình thản đối mặt với những tị hiềm của nhân gian. Có kẻ phải bị bỏng tay mới biết quay đầu, nhưng không ít người đến bỏng cả hai tay vẫn chưa buông bỏ được. Ai cũng từng cầm đuốc đi ngược gió, có người đã buông xuống để bàn tay thảnh thơi giữ lấy yêu thương giữa cuộc sống bộn bề. Ai cũng có những vết thương trên tay do từng cầm đuốc đi ngược gió và cố chấp không đặt xuống được. Vết thương đó nhất định là lỗi lầm, nhưng người mang trên tay vết thương đó nhất định có thể đổi thay. Ánh mắt dữ đã nhìn cuộc sống nhất định luôn là ánh mắt ác, nhưng chủ nhân của đôi mắt đó có thể đổi thay. Nếu chỉ nhìn những vết thương trên tay mình rồi thôi, nếu chỉ nhìn vào những lỗi lầm trong lòng mình rồi thôi, vết thương sẽ không bao giờ lành, lỗi lầm sẽ không bao giờ hết.